Xin chào cả nhà, mình là Gạo đây. Hôm nay tiệm mèo sen sẽ tổ chức một cuộc thi tai ai sạch nhất. Giải nhất là một thanh súp thưởng ngon nghẻ tuyệt vời, thơm nước mũi. Ai có tai sạch sẽ nhất sẽ vinh dự nhận được giải thưởng này. Còn ai có tai bẩn phát hiện ra sẽ phải trải qua thử thách là chăm tai cùng sen. Đôi tai sạch sẽ thơm tho chứ. Các bạn hãy đón xem nhá. Chúng mình là hai chị em Happy Lucky. Chúng mình mang đến cho hội thi đôi tai sạch sẽ nhất. Ủng hộ chúng mình nha. Xin chào cả nhà, mình là bé Sung. Mình thích nắng vàng và thích ăn cá. Không hiểu tại sao mình lại phải tham gia cuộc thi quỷ quái này. Nhưng các bạn biết đấy, phần thưởng sẽ là của mình mà thôi. Xin chào các bạn, mình là bé răng cửa đây. Hôm qua mẹ chê tai mình bẩn, vậy mà mẹ vẫn bắt mình tham gia cuộc thi này. Vậy là sao ta? Đây là 5 chiếc bông tai mình sẽ dùng để ngoáy tai cho các bé. Bây giờ mình bắt đầu nhá. Đầu tiên, Ly thi thụt. Chúng mình sẽ xem là tai của bé Ly hôm nay có bẩn không nào. Đầu tiên là mình sẽ xem nhá. Đây, các bạn xem thấy tai của bé nè, em bẩn lắm nhỉ. Y cha, tai của bé bẩn đây, bên trong nhá. Ui cha, xem nào. Ui trời ơi, ông Lý ơi, tai ông bẩn quá. Đây, sản phẩm của Lý đây. Tiếp theo, sản phẩm của Happy. Chờ bé Happy đến nhá. Đến rồi đây cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ xem nhé. Tai của Happy đâu? Đây. Trời ơi, đây là một ứng cử viên đáng gờm. Tai ai sạch nhất? Thế này là chưa sạch rồi, mình chưa được giải nhất rồi. Tiếp theo, Lucky, đối thủ nặng ký Lucky đến đây. Nói với các bạn nhá, Lucky là một mỹ nhân ở cái tiệm mèo sen này đấy. Bàn chân trắng muốt này, cái mặt bánh bao này, mắt màu hổ phách này, và một thân hình im ái mượt mà nhá. Giờ thử xem mỹ nhân tài của sạch. Yêu. Ui. Ui. À. Tài mỹ nhân bẩn quá. Mỹ nhân ơi, sao tài mỹ nhân bẩn chứ? Em Sung đây, em Sung 3 tháng tuổi, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ trình diễn màn ngoáy tai hiện đại. Ui dồi ôi. Đây ạ, cả nhà ơi, đây là màn ngoáy tai hiện đại của em. Không cần phải ngoáy lần thứ hai bởi vì nó bẩn rồi, cả nhà ạ. Đây. Sản phẩm của bé Sung. Bé Sung xin cả nhà hãy hoan hô, ủng hộ bé Sung nào. Mặc dù bé Sung fail rồi. Nào, tiếp theo. Ôi, con bé này là bé gì đây? Chú cả nhà nhớ tên của em đây. Em là bé gì nhỉ? Bé RC. Bây giờ mẹ sẽ làm ngoáy tai cho em nha. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Nó biết đấy, nó biết là nó bị ngoáy tai đấy. Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi. Cả nhà ơi. Đây, không cần phải ngoáy thêm nữa. Đây. Thôi xong rồi, thế thì bây giờ chúng mình nhìn xem ai sẽ được giải nhất nhờ. Lì sẽ được giải nhất. Xem lại quay nào. Đây, xem lại quay đi. Đây Lì đây. Súp thưởng của Lì đâu? Tên 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 tên. Đây là phần thưởng của bạn. Bạn đã chiến thắng. Nào, bạn muốn nói gì không? Bạn Lì, bạn muốn nói gì không? Để em đi bóc cho Lì nhá. Ui dồi ôi. Nào, thế nào, thế nào. Ui ui ui. Đừng cắn, đừng cắn, đừng cắn, em đừng cắn. Ui, ui. Giải thưởng giữ gìn tai sạch sẽ nhất. Em đừng cắn, em đừng cắn. Cả nhà ơi, vừa rồi là có một cái cuộc thi vui vui ở tiệm mèo sen. Thực ra chúng mình chỉ muốn nói rằng tai của bé răng cửa là bẩn nhất. Và chúng mình sẽ tiến hành lau tai cho bé bây giờ. Bé răng cửa này tai bẩn là vì sao? Bởi vì dạo này mình phát hiện ra là tai của răng cửa bị giận tai. Thỉnh thoảng ấy, cái tai của bé nó đùn lên những cái phần đen đen ấy, mà như là mình ngoáy lúc ban đầu á. Thế nên bây giờ mình sẽ sử dụng một sản phẩm
cho mèo để rửa nhé. Tất nhiên là các bé mèo sẽ chẳng bao giờ thích cái chuyện rửa tay đâu, nhưng mà mình vẫn phải làm thôi. Đấy. Ôi, em ơi, ngoan nào. Chùi. Đấy, sau khi mình nhỏ 1-2 giọt cái nước rửa tay này vào, mình bắt đầu xoa. Mình xoa tay của bé này. Đấy, cái việc này làm là nhằm để cho các chất bẩn được mềm ra, sau đó mình sẽ dễ dàng lấy đi những chất bẩn. Lấy tăm bông này, sau đó mình cũng chấm cái này vô hai đầu. Đó. Sau đó mình dùng cái tăm bông này để máy tai của em nhẹ nhàng lấy đi những chất bẩn ở trong tai. Đó. Ngày nào hầu như mình cũng phải làm vệ sinh cho răng cửa, bởi vì răng cửa vẫn bị giận tai từ hồi đó đến giờ á. Những cái bé mèo nhỏ nhỏ đây này rất là dễ bị giận tai luôn. No. Đấy, bạn thấy không? Nó sẽ khó chịu đấy. Đây. Đâu này. Đó, nếu mà bé không chịu được cái ngoáy tai thì bạn có thể dùng một cái bông to này và lau cho bé. Nè, được chưa? Nhưng bé mèo như này phải chăm tai hàng ngày và chăm rất cẩn thận nhé bạn nhé. Không thì cái việc giận tai này nó sẽ gây ra mắt bé bị đau này. Sau đó thì vừa đau mắt mà cũng có thể gây ra cả sổ mũi nữa. Giận tai rất là mệt luôn, mà chữa thì rất là lâu. Nào, đến cái tai bên này nào. Trước đấy mình phải kiểm tra xem là mình lau đã sạch chưa. Nào, các bạn xem cùng mình nhé. Đã sạch chưa? Khá là sạch rồi đấy. Tiếp đến tai 2. Răng cửa biết là bé Sâm bị nhỏ tai đấy. Úi dồi. Đấy, bắn hết lên người mẹ rồi. Em ơi là em. Đây này. Đấy, thấy chưa? Mắt của bé này bị giận tai này, mắt của bé đau này. Úi dồi, bạn xem nó bầm móng với mình này. Úi dồi, đúng rồi. Ý, nó bầm móng với mình đấy, bạn thấy không? Nào, cầm cái tay bé xíu ấy. Này, chân lùn đấy. Bé xíu mà hung chưa? Hung lắm. Đấy, xoa dịu nhé. Răng cửa ơi, em ngoan nào. Răng cửa ngoan nào. Nếu bé bực mình quá với bạn thì bạn phải xoa dịu bé nhé. Đừng để cho bé khó chịu quá, không là bé sẽ bị sốt chết đó. Bởi vì mấy tai này chả ai thích cả. Với những bé nhỏ như thế này này, bạn thấy đấy, là luôn luôn bị giận tai. Giận tai này làm cho bé rất là ngứa, rất là khó chịu. Đó, bẩn không? Tiếp theo nhá, mình sẽ lau thêm một phần nữa này. À, mình sẽ lau bằng cái bông này đi, cho bé đỡ khó chịu. Đó, bẩn đi. Yêu nào. Không, rất khó để nuôi được một con mèo cho nó khỏe mạnh, đáng yêu. Thế nên chăm cẩn thận nha cả nhà. Đó, mình đã hoàn thành xong rồi. Lau tai, bây giờ là đến chương trình nhỏ thuốc bắt đầu. Nhìn đây, nhìn răng cửa đây, anh hùng lắm. Trời ơi. Mệt không á.
bấm bóng bấm móng vào tay tôi rồi ông cửa ơi. Ui 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 ui, ông bạo lực quá. Rồi thế bây giờ nhỏ thuốc nhá, ăn xong nhỏ thuốc nhá, đừng dậy nữa đấy. 2, 3, 1 đó, xoa 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 xoa, dựng tay đi gì nhá, dựng tay đừng đi theo năng cửa nữa nhá. Nào tay này, yên 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 yên, rồi giỏi á, lùi. Rồi, giữ nó đi. Nào, 1, 2, 3. Đã làm gì đâu. Rồi. Thôi, xong rồi, mình đã chiến đấu xong với con quái vật nhỏ. Con quái vật nhỏ nhất của vườn tiệm nhưng mà... Đấy, bướm kinh khủng luôn. Cả nhà ơi, cuối cùng chúng mình đã trải qua thử thách lau tay cho răng cửa. Đấy, cả nhà xem đấy, lau tay cho một đứa trẻ con đấy, mệt mỏi như thế nào đấy. Thế nên các bạn nhớ kiểm tra tay của các bé thường xuyên để cho các bé luôn có đôi tay khỏe mạnh hồng hào nhá. Bây giờ video đã hết rồi, hẹn các bạn tại video sau. Và mình tình hình của răng cửa mình sẽ cập nhật cho các bạn nha. Bye bye. Nhớ like và subscribe kênh cho chúng mình nhé. Bye bye.